đang có mặt tại khu nhà ở xã hội Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Và đây là cái khu chung cư nhà ở xã hội Định Hòa mà Viên Nguyễn sắp sửa giới thiệu đến tất cả mọi người. Đây là cái nhà ở xã hội của Viên Nguyễn, ở nhà bán cho nhân dân xa. Những cái vật dụng như thế này nè là người ta trang trí thêm thôi. Ví dụ như cái tủ này thì nó tầm khoảng 2 triệu đó. Rồi cái niệm này thì khoảng 500 ngàn. Bên đây Nguyễn vừa giới thiệu ở trong những căn hộ kinh doanh ở tầng trệt. Rồi chúng ta vừa xem ở tầng 4 là căn hộ làm phòng ở. Còn đây là hành lang của căn hộ, giá rẻ thì nó cũng không quá rộng, nó chỉ khoảng 6m7 thôi. Ở phía cầu thang vừa lên thì còn có một sảnh sinh hoạt chung. Sảnh sinh hoạt chung này thì rộng khoảng 40m2. Và cái địa điểm ở đây nhìn ra trung tâm hành chính của tỉnh Bình Dương. Trung tâm hành chính tỉnh thì nằm ở thành phố mới thuộc phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một. Đây là cầu thang. Và nếu như các bạn cần mua những căn hộ này thì hãy liên hệ số điện thoại bên dưới và bạn Viên Nguyễn sẽ giúp các bạn tìm hiểu thêm những thông tin về căn hộ ở đây và có thể mua để ở hoặc là để kinh doanh.